Đây là cảng Sa Kỳ nhá các bạn nhá. Cảng Sa Kỳ từ đây thì sẽ đi tàu cao tốc. Đây là vé tàu cao tốc giá 178.000, đi 35 phút là sẽ ra đến đến Lý Sơn. Đây có vợ và em Thanh, photographer chuyên của nhà The Love đây. Nếu mà các bạn nào mà muốn chụp ảnh khách sạn nhá thì cứ liên hệ với nhà The Love để giới thiệu em Thanh chụp cho nhá. Chụp rất là xuất sắc. Sau đây thì mình sẽ lên tàu nó gọi là tàu Chính Nghĩa Express 07 nhá. Đây là cái tàu chạy rất là nhanh, 35 phút. Ngày xưa đi thì có những tàu phải đi đến 1 tiếng cơ. 1 tiếng rưỡi cơ. Tàu cá thì đi vài tiếng. Đây, đây toàn cảnh. Bây giờ thì rất là khác ngày xưa rồi. Cảng rất là khác, rất là hiện đại. Có cả lịch chạy tàu bằng điện tử nhá. Quầy bán vé thì ngay cạnh đây nhá. Từ nhà The Lover ở Hội An, chúng ta sẽ đi khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ bằng xe khách. Giá xe khách là 170.000 đồng. Giá xe khách là 170.000 đồng để có thể đến đây. Đây là tàu Chính Nghĩa. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ lên tàu Chính Nghĩa 07 để đi Lý Sơn. Anh ơi, cái tàu này chạy ngày mấy tiếng? Ngày mấy lần? Mấy lượt? 6 Ngày 6 lượt. Chúng ta có thể ngày 6 lượt để đi cái chuyến tàu Chính Nghĩa này nhá. Ở trong này thì mát lạnh luôn. Đây. Số ghế là 49, 49. Số ghế 49. 50, 51, 49, 50, 51. À thế à? Vâng. À. Nhân viên nhà tàu thì nói rằng là ngồi thoải mái chỗ nào cũng được bởi vì dịp này là ít khách. Đó. Rất là rộng rãi luôn các bạn ạ. Bảy hàng, mỗi một hàng là 9 ghế, mỗi hàng là 8 ghế. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Có 18 hàng ghế, mỗi một hàng là 8 ghế thì các bạn cộng giúp cho mình này. Đó. Rất là nhiều ghế như thế này nhá. Bây giờ thì sẽ mất 35 phút để ra đến ngoài đảo thôi. Okay. Bây giờ là 10 giờ 47 phút và chuyến tàu của chúng tôi đã bắt đầu xuất phát. Đây là ở trên khoang lái, rất là rộng rãi. Các cái tàu hậu cần của ngư dân thì đậu san sát ở ngay trong cái lưu vực này. Khá là khác so với cách đây vài năm khi mà tôi đã đến đây. Mọi thứ đều trông hiện đại hơn, tàu to hơn và khách cũng nhiều hơn. Tàu bắt đầu rời bến. Hành trình này khoảng độ 30 cây số và sẽ mất 35 phút để đến nơi. Đây là một tốc độ rất là nhanh so với trước đây. Trước đây thì những cái chuyến tàu giống như tàu cá ngư dân kia thì đi phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu ra đến cửa biển. Đi cái tàu này thì rất là êm luôn, cực kỳ êm. Tàu cao tốc
chất lượng cao. Bây giờ thì số lượng cái chuyến tàu này đi ra Lý Sơn đã tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như tàu Chính Nghĩa 07 này thì một ngày đã có tới 6 chuyến vào thời điểm tháng 6 năm 2019. Còn rất là nhiều các cái hãng tàu khác nữa. Và do vậy mà bạn khi mà đi du lịch đến Lý Sơn thì cũng bây giờ không phải quá lo lắng về chuyện tàu bè nữa nhé. Tàu đi thì rất là tiện nghi, thoải mái. Toàn bộ là ghế nệm da êm, có điều hòa nhiệt độ. Lúc này thì tàu đã ra đến ngoài cửa biển và đã gặp những cái con sóng đầu tiên. Trên tàu thì lũ trẻ con bắt đầu hò hét ầm ĩ, bởi vì lần đầu tiên được đi tàu và gặp sóng to nhá, thì thấy cảm giác thế nào? Hơi sợ hả? Phải đi lại cho quen đi, cảm nhận theo sóng, nhún theo sóng. Khi mà chúng ta đi ở trên thuyền như này thì sóng lớn đấy, các bạn nhìn thấy rung rinh. Nhiều người thì tỏ ra rất là thích thú, bọn trẻ con ban đầu thì cũng rất là thích thú. Đó. Nhưng mà sẽ nhiều người sẽ bắt đầu bị say sóng đấy. Tuy nhiên trên cái thuyền, cái tàu lớn này thì sẽ không bị say sóng bằng các cái tàu nhỏ khác. Ông nó thích không? Đi trên biển có thích không? Thích hả? Sóng dập dồn như thế có thích không? Thích à? Wow. Ở trên tàu thì còn có cả tivi để phục vụ du khách nhé. Tàu đi khá là nhanh, tốc độ rất là nhanh. Tốc độ này hầu như là bằng với tốc độ của xe máy đi trên mặt đất luôn. Và gây nên hiện tượng chồng chành đấy, các bạn thấy đấy, hiện tượng chồng chành này rất là thú vị. Đây có một cái em này ngồi mình ở đây, đang ngồi trên tàu, cứ thấy đông đưa phát là ngủ ngay đấy. Đấy, mắt không mở ra được nữa. Đó. Đây là địa điểm Chùa Hang. So với cách đây khoảng độ 4-5 năm thì ở đây thì quá khác rồi. Cái biển thì cũng đã được người dân làm sạch hơn, ý thức của người dân làm cho sạch hơn một chút. Hết dung lượng rồi em ơi. Chùa Hang thì có thêm một số cái cây được trồng nhiều hơn. Thời điểm này không có khách du lịch cho nên là đi tham quan đấy rất là thích. Đây là đỉnh Thới Lới, đỉnh cao nhất ở đảo Lý Sơn. Có những cái tảng đá rất là kỳ dị. Từ trên đỉnh Thới Lới này thì chúng ta có thể nhìn xuống phía dưới một cái thung lũng, nơi mà bà con của Lý Sơn canh tác các loại tỏi và hành. Tỏi Lý Sơn là đặc sản rồi, đã có
gọi là brand name về 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 địa phương rồi. Tên thương hiệu bản địa ở tỏi Lý Sơn đã được biết đến ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Và xung quanh đây những cái nhìn phía xa này, nước trong xanh đẹp không? Đó, đây là đảo lớn. Còn đảo bé thì sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều. Ở đảo bé thì tới đây thì Cường sẽ khai thác 3 cái phòng ở trong 2 căn nhà ở trên đảo bé. Đây sẽ là cái nơi mà khá là đẹp để các bạn có thể đặt cho các cái kỳ nghỉ của mình. Hiện nay thì đảo Lý Sơn thì các bạn Tây ít đi, bởi vì là cái cung đường đi của các bạn khi mà đi ra ngoài đảo này thì phải gì nhỉ? Phải có các thủ tục về hải quan, cửa khẩu, đội biên phòng. Thế cho nên là các bạn Tây cũng ít có điều kiện đi ra ở đây. Thế cho nên là tại sao mà đi rất là nhiều nơi đẹp như thế này mà lại không thấy các bạn Tây đâu cả. Thì lý do là như vậy đấy. Đi từ trên cái đỉnh này, đang đi trên một cái sống lưng của con khủng long. Đây, cái đầu khủng long đây. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, đầu khủng long nó đang quay đầu lại. Nó đang quay đầu lại để nó ngủ. Con khủng long này là khủng long bạo chúa nhá. Nó quay đầu lại nó ngủ đây. Đây, tôi đang đi ở trên lưng của khủng long. Cách đây mấy triệu năm về trước thì toàn bộ khu vực này nó chính là miệng của núi lửa đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây là miệng núi lửa. Đó, cách đây vài triệu năm, thậm chí là vài chục triệu năm, thì đây là một cái núi lửa khổng lồ mọc lên từ giữa biển. Đó. Còn cái nham thạch như vậy thì tạo nên một cái con khủng long khổng lồ đang nằm ngủ đây. Đây là chú khủng long nằm ngủ và cái đầu của chú khủng long đấy. Các bạn đã nhìn thấy cái đầu khủng long chưa? Thậm chí là ở trên đầu khủng long vẫn đang còn có tóc. Đấy, tóc chính là những cái cây. Khá là đẹp. Đây, tôi đang đi đến phần đít của con khủng long rồi đấy các bạn này. Con này bị ghẻ đây, nó bị ghẻ đây một chút này. Bởi vì ai du khách gì đấy đốt lửa trên này, cho nên là con chú khủng long này đang bị ghẻ ở gần đít. Đây là cái đuôi khủng long nhá các bạn nhá. Đuôi khủng long này đã tiến hóa rồi, cho nên là bây giờ nó còn một cái cục đuôi như này, giống như cái đuôi của thú cưng ấy, cũng của con chó nhà mình ấy. Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy nhá. Đó, đây phần đuôi này. Bây giờ mọi người hình dung nhá. Đấy, phần đuôi này. Lên cái lưng này, cái lưng khủng long này, cái đầu này, tít trên kia này. Mọi người thấy chưa? Rất là đẹp. Nói chung là mình đi du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên thì đầu óc mình cũng nên được mở rộng ra một chút. Mình cũng phải có trí tưởng tượng. Mình cũng phải phiêu lưu một chút thì mình mới cảm nhận được không khí thiên nhiên. Ở đây thì chỉ có những cái cây bụi cây cỏ như thế này thôi và nó cũng đã chết khô đi rồi. Nói chung là khí hậu ở đây thì ở khu vực này thì nó cũng là vẫn là cái nóng và ẩm ở phía dưới mặt đất, còn ở trên vực trên núi cao này thì nó hơi khô. Chính thế cho nên các cây cỏ thường là chúng ta nhìn thấy là màu vàng. Nó cũng tạo ra một cái màu sắc đặc trưng ở đây. Đó. Sống lưng. Từ cái chú khủng long đang nằm ngủ này thì nhìn phóng tầm mắt ra bãi biển. Đấy là bãi biển phía đông. Mặt biển phía đông, đây là biển đông, toàn bộ biển đông. Lý Sơn là một cái hòn đảo chấn toàn bộ phía đông của miền Trung Việt Nam. Từ trên cao này chúng ta có thể nhìn thấy huyện đảo Lý Sơn đang tổ chức các cái phân bố khu dân cư, phân bố lại trông khá là hiện đại, đường xá được mở thêm rất là nhiều rồi. Tương lai trong vòng khoảng độ 10 năm nữa thì đây sẽ là một cái khu vực, có thể nói là một cái đặc khu rất là phát triển đây. Đó. Ở đây là cái miệng núi lửa này được tạo bởi hàng triệu triệu năm về trước. Và nó có một cái lòng hồ ở giữa. Người ta gọi đây là núi Thới Lới. Và nằm chắn gác ở đây vẫn đang còn một chú khủng long của chúng ta. Đó. Các bạn khi mà sau này mà đến Lý Sơn thì tôi khuyên các bạn là đừng có dùng các cái sản phẩm từ nhựa nhé, từ đồ nhựa, những tái chế. Bởi vì tôi gặp trên đường đây
rất là nhiều các cái bẩn, rác bẩn, chai nước xong các bạn uống xong các bạn cũng vứt luôn ra đấy, nhìn trông tởm không chịu được. Biết là tôi cũng thấy ở đây không, nhưng người ta cũng không để cái thùng rác nhiều, thế nhưng mà cũng không thể lý giải cho mình về cái hành vi mình xả rác được. Nếu như mà mình không thấy cái thùng rác thì tốt nhất là mình bỏ vào trong cái ba lô của mình, bỏ vào trong túi của mình, chứ đừng có ấy ra như thế, trông gớm quá. Cũng may là gần đây thì tôi thấy cái hiện tượng mà rác ở đây là đã ít đi trông thấy đấy. Chứ nếu như so với 5 năm trước và 10 năm trước thì ui dồi ôi, bẩn dã man không chịu được. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng mà đây vẫn thấy này, thi thoảng các bạn vẫn thấy đúng không? Đó, thế nên là nếu như bạn nào mà đi du lịch lên đây nhá, thì nhớ là đừng có xả rác ra ở những khu vực như này. Thiên nhiên thì đang đẹp như thế, mình lại vác rác lên đây để mình vứt. Ok, ngoài ra thì nhà Cường sẽ bắt đầu từ cuối năm nay, nhà Cường sẽ khai thác 3 cái homestay ở cái đảo bé của Lý Sơn nhá. Những homestay này chỉ dành cho những người mà thực sự yêu thiên nhiên thôi. Thế còn nếu như các bạn mà thích chỉ đến đây để gọi là hưởng thụ, xong rồi ăn uống, đánh chén, rượu bia thì mời các bạn cứ ở đảo lớn. Các bạn sẽ không bao giờ được welcome ở đảo bé đâu nhá. Đấy, cũng nói trước như vậy luôn để các bạn biết. Thôi, bây giờ mình sẽ đi thêm vài nơi khác nữa nhá. Đây là cái chỗ nhà vệ sinh công cộng này. Đứng ở đây thì lại mát, may mà đóng cửa cho nên không thấy mùi. Thử xem có mùi không. Mình đi du lịch cứ như thế là đi cảnh sát môi trường. Đóng hết rồi. Không thấy. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái lớp cây cỏ trên kia bị cháy nắng hết. Ok, bây giờ mình sẽ đi chỗ khác.